Vâng, cả lớp xin mến chào toàn thể các bác nhá. Thì hôm nay cả buổi sáng rồi em bầu lọ mọ cùng với mấy anh em đang mấy hôm nay em đang dồn kho các bạn, vì mấy hôm nay là biên đang cấm dồn kho thì bắt đầu em xả trong vài ngày tới, em sẽ xả một số lô hàng, nói chung là hàng lụm cộm. Hàng cộm là hàng gì báo cáo biết, hàng là hàng cũng như là bị lai bát hay là bị sửa côn. Nghe cái như sửa côn này không phải Việt Nam sửa mà Trung Quốc họ sửa. Đây, chứ Việt Nam mình thì không bao giờ sửa như này. Em nhập về nó sửa rồi thì em bán thẳng cho bác luôn, thì em chả đem đi sửa chữa làm gì cả. Nguyên tắc em bán hàng là cái yêu chữ tín lần đầu. Cả những cái ba đôi này em bán là chết chung nhá. Bình thường các bác anh em đi bán hàng bãi là tự đi sửa chung về bán cho bác bình thường, anh em là em không làm thế. Chung chết em bán giá chung chết, về bác tự thay. Và giá hôm nay thì bán cũng là giá gọi là giá lỗ lòi mắt rồi. Vì các bác để ý kênh thì những đôi loa này trên thị trường anh em đang bán đôi đó đâu đó. Đôi loa Mango rồi. Mango 2 bát 20 này. Hai thép và một chung này này. Đây này 2 bát 20 nhá. 2 bát 20 này. Hai thép và một chung này. Thì anh em đang bán đâu đó trên thị trường giá là khoảng độ 3 triệu đến 3 triệu 2. Còn trước em về hàng là cũng chia sẻ thật sự các bác, này em bán là 2,5 triệu, 2,6 triệu. Tại vì lô này tổng cộng nó về hơn 30 đôi, trước em xả phát thì em hết xả hết sạch luôn. Thì còn đây thì đáng nhẽ là có những cái đôi rất là đẹp, bát zin nhưng em cũng gom vào. Có rất nhiều cái bát zin nhá, cũng như cái bát zin này này. Bát zin này tép zin. Nhưng nếu mà em gọi là em kiếm để đồng lời có thời gian em đi sửa cái chung này, nói thật là em không nói từ sửa cái gì các bạn không biết được đâu. Nhưng vì em quan trọng em bán chữ tín nên hôm nay em quay luôn một clip vào vấn đề luôn là em xả hàng cho anh em. Các bác nào thợ thuyền có nhu cầu thì nhanh tay liên hệ nhá. Dòng này xong thùng gỗ lên tiếng ra rất là hay, thùng sâu, con này rất là nặng nhá. Và trong clip này em nói luôn là em ưu tiên những bác nào ở gần đến cửa hàng lấy, hoặc là em gửi xe thôi. Chứ cái dòng này mà em bán giá này nếu em bọc xốp nữa là em ngại bán chuyển xa lắm các bác nhá. Em nói rõ luôn. Vì biết thì hai quả này mở bọc xốp là mất 3 thùng xốp to. Và mỗi thùng xốp này mất khoảng 40.000 một thùng, 3 thùng này mất 400 tiền tiền xốp băng dính nữa. Nên là rất là tốn, mà giá này giá lỗ sặc tiết rồi, nên em ưu ái những bác nào là ở gần. Chứ còn nhiều bác ở xa quá cũng thông cảm cho em, cũng muốn lấy nhưng mà vì khoảng cách địa lý cũng như mình em bán hàng đẹp, zin, có lợi nhuận về thì các bác ở xa lấy thoải mái được. Em gọi là em bọc xốp em vẫn có công. Nhưng cái hàng hôm nay bác nhìn cái giá cũng biết rồi. Cứ 1 triệu này bác biết là như thế nào rồi đúng không ạ? Là lỗ biết bao lỗ bao thế nào, cùng là hàng bãi cũng biết lỗ thế nào rồi. Thì chính vì em xin phép các bác là em cố gắng em ưu tiên những bác nào ở gần nhá. Ở gần đến cửa hàng giống mình ngoài Bắc, hay là các bác ở gần em gửi được xe thì cái tốt. Chứ nếu mà để mở bọc shop này em cũng ngại chuyển đấy, phải nói trước để các bác cùng thông cảm cho em. Thì đây trong này có tổng cộng 9 đôi. 9 đôi thì có một đôi này em tặng các bác nào thích lấy bát thì lấy, thích lấy chép thì lấy vì nó bị chết bát. Đây này. Đây bát zin này. Bát zin bị chết nhá. Tặng nhưng mà không đóng gửi đi đâu, em nói thẳng luôn. Đây, nó bị chết bát rồi. Em chả sửa làm gì. Nó thật sự đi để mà đi sửa mấy bác mình dân kỹ thuật ở bên mình sửa rất là khéo là các bác không phát hiện đâu. Nhưng đây là em đôi này vì là làm sao? Vì cái hậu này cũng gãy cái mất cái cầu này này. Để lấy về anh em chế cầu cho em. Còn đâu đây này, nó dụng mất mấy cái chở. Nghe phân tần này ngon luôn nhá, bác biết mua cặp phân tần này thôi mấy trăm ngàn đấy nhá. Đấy, ưu tiên anh em thợ luôn, vì đây tặng anh em thợ luôn. Đấy nên là mất cái chở vì em xác định luôn này. Bây giờ có bán rẻ cho bác mấy trăm nghìn đôi này thì thôi, để làm gì bây giờ bán rẻ mấy trăm nghìn cũng chả để ra cái vấn đề gì cả. Lộc lá cho anh em là tặng bác đôi này, riêng đôi này tặng, tặng luôn đôi thùng luôn, tặng luôn bát biếc luôn. Đây đây bát zin này, nói chung anh em thợ vào nhìn biết rồi đúng không ạ, bát zin này đấy chưa. Đấy, quay rất rõ ràng nhá. Bát zin này, bát zin nó bị chết để em chả ra sửa rồi. Còn chỗ kia là bát sống hết nhưng mà có những bát lai là nó bên Trung Quốc còn sửa côn. Đây cái này bát lai này, lai cũng chết, em để tặng anh em luôn. Đấy, anh em thợ ở đến em tặng luôn được chưa. Sẵn phẳng luôn. Vẫn còn cái chung nữa đúng không? Chung chết còn không? Còn chung, em vẫn còn chung nhá. Chung chết đấy tặng các bác luôn. Vì đây nó là bị chết bát, tặng luôn. Không sửa chữa gì hết. Với phân tần đấy, phân tần. Mua cả phân tần này thôi 500-600 rồi cũng tặng luôn. Em tặng anh em nào đang mua, tặng anh em nào mua loa này này, xong lấy thêm cái này thì em cho. Chứ, tặng cùng luôn. Đấy, để cho nó bỏ. Chứ bây giờ mới cả các anh em ở gần đến lấy em tặng.
chứ nếu gửi đi xa các bác thông cảm em không gửi, thì bán tặng rồi gửi tốn xốp lắm, bọc viết tốn. Đầu tiên em vào cái đô la này nhá, thì con này thì đây em sẽ quay được tiện quần chưa mở này. Em đánh số nhá, đánh số đối với cái phân tần nó này cực kỳ gấu nhá. Anh em đi mua cặp phân tần bãi có biết rồi, anh em đi mua cặp phân tần bãi này giá đâu đó nó phải tiền triệu, khoảng độ 700-800, khoảng 700-800, ít nhất 700-800, vì các mua hàng gọi là cái phân tần hàng Trung Quốc giáp về, giáp về mới tinh ấy, nó cũng phải tầm độ một cặp phân tần to này. Cặp phân tần bao, để em để bàn tay găng tay của em đây bác nhỉ, là rộng bề còn to như quần vở đây, găng tay em này 22 bác nhìn không, to như quần vở nhá. Đấy nhìn về phân tần đã chất rồi, là một cặp đấy anh em mua nó rồi 500-600 rồi thì em gọi tính rẻ là đấy, hàng bãi thì tính 700-800. Cái điều quan trọng là đôi này cũng là đôi hàng sống nhưng nói trịnh thái này, luôn là giữ này cho nhanh chú ơi. Đôi số 5 nhá, em quay đầu tiên đôi số 5 nhưng không dài lắm, video dài lắm và là mình lý có được lợi lộc gì đâu. Đây đôi số 5 này, trong tình trạng này chép zin trung zin, đôi số 5 đánh theo số nhá, 1,2 triệu bỏ tay ra đã. Chép zin trung zin nhá, tại vì em bán đây là bán không sửa chữa gì cả, cái hàng lỗi kia em còn chưa sửa em ấy. Nhưng con này nó bị mất một cái ba, con số 5 này là một cái này bị sửa côn này, hai cái sửa côn này, còn nó zin nó sẽ như này này con này. Đấy, sửa côn là sô côn này là thay ở bên Trung Quốc về, chứ nếu người Việt mình thay thì nói chung là nó tay nghề cao lắm thì làm các bác không phát hiện được ra đâu, nó thật sự luôn. Chẳng qua là nếu em là thợ em nhìn là em biết, gọi là em hiểu mình là người chuyên soi nhìn là biết, nhưng các bác khách hàng là gọi chung là bác đặt vào niềm tin vào chỗ bán thôi thì bác không biết đâu, thật sự luôn. Nhưng em đây em chỉ luôn đấy, sửa côn nhá, con số 5 đấy, chép zin trung zin sửa côn. Nhưng mà cái trung này, những cái đôi này nó chạy bình thường hết, nhưng mà cái trung này chung nó bị rách gần đây, nhưng cái này các bác không phải thay đâu, nghĩa là các bác mua đôi này về cứ thế mà dùng thôi, không phải thay, em nói rõ luôn. Tại vì sao ạ? Vì cái chung này này nó sử dụng cái phễu, nó là phễu liền, nên là nó có rách tí này nó cũng chả ảnh hưởng gì tiếng, nó chả rè, nó chả gì đâu các bác nhá, nó không làm sao cả đâu. Để em miêu tả luôn cho bác là những cái rách nhỏ nhỏ này này các bác chơi nó cũng không, nó chạy vẫn bình thường, nó không có một tiếng rè chứ nào đâu. Vì là sao ạ? Vì ở đây là cơ chế của nó, cái phễu của nó, chú mở ra lấy súng ra đây nhanh lên. Thì đây em cứ báo số 5 đã, 1,2 triệu đã, rồi em mở cái chung các bác sẽ miêu tả cho bác được dễ. Con số 4 cũng 1,2 triệu. Con này cái bát zin nhiều hơn này, bát 3 bát zin, một bát thay côn, được chưa? Còn chép chung zin thì em không nói, nhưng chỉ có là quay chung nào nó chung này đẹp này, chung này thì rách này. Con số 4 nhá, chung rách này. Đấy em quay luôn nhá, vì do thợ nhà em để vào, có riêng con này lắng nghe đẹp nên mà thợ để vào rách. Rách nhưng vẫn đánh hay bình thường. Đây có chưa nhìn cái bát nó này. Từ ánh bảy màu nhá. Cái phễu này vì nó đánh bằng cái phễu phành vành này này, vành liền này, nó khác với cái bát noa vụ bác rách cái gân này thôi này, đánh đã phải thay gân thì bác đánh một tiếng mới sạch được, không là đánh nó sẽ hơi kêu. Còn đây là nó bằng vành này lên nó không ảnh hưởng gì cả các bác nhá. Cái phễu chép cũng vậy, chép nào chép từ kép, chép từ kép đúng không? Và lấy cái chép cho cháu nhanh, lấy cái chép đây để em quay nhá. Con số 4 nghe mỗi con nó đặc thù khác nhau, nhưng để quay là nhà em bán đây là những cái đôi này về có thế mới dùng thế thôi, tiếng rất là hay. Sau clip cuối này các bác xem clip em test luôn cho anh em nhanh tay, nói chung cũng nhanh tay cũng hết thôi. 1,200,000 đồng. Đấy. Đây chép đây, chép từ kép quá nhá, rất chất luôn. Đấy, rồi ok. Con số 4 cũng 1,2 triệu nhá, nói em chỉ phân tích bên ngoài thôi, vì là hàng em nói rõ tình trạng rồi. Bát zin, bát côn này, chung rách này, vẫn chung rách, chung đẹp này, được chưa? Nhưng đánh vì cứ thế mà chơi thôi, nó không ảnh hưởng gì tiếng cả. Con số 3, bát zin, bát thay côn, nghĩa là ba cái zin một cái thay côn, chung này, chung một cái đẹp này, một cái rách này. Ê, con số 3 đẹp phết nhỉ? Nói chung là gọi lộc lá đây người lấy nhá. Con số 3 này về các bạn là đẹp hơn con kia một tí, nói chung cũng giá như thế, 1,2 triệu. Con số 2 này cũng 1,2 triệu này, thay côn gần sửa côn, bát zin, nhưng lại chung hai con chung này đẹp, nứt tí được chưa?
Em bán giá này giá của phân tần thôi, phân tần thùng thôi, chả nói đến bát chép đâu, em phân tích kỹ cho anh em xem thôi. Đấy. Đấy, hai cái bát là sửa côn. Nghe là bát này là sửa côn rồi, Trung Quốc họ sửa côn rồi. Bác nhá, đây là dòng loa hàng nội địa Trung Quốc. Dòng Mango nó hàng nội địa Trung Quốc, thương của Đài Loan đấy các bác nhá. Đấy, con số 2, 1,2 triệu. Con số 1. Con này thay toàn bộ à? Bát sửa côn, nghe là con này thay toàn bộ. Nghe sửa côn toàn bộ nhưng một tiếng nó đều. Thử hết cũng được. Còn chung này, chung đẹp này. Rách một điểm này. Đây là bộ do thợ nên bắt khoan này, đáng như không là hai con này đẹp luôn nhá. Bắt khoan nhưng mà không sao đâu, cứ thế mà dùng. Đấy, nhìn nó rẻ lắm rồi, 1,2 triệu. Mua về chơi chán chê. Ưu tiên anh em thợ ở gần nhá. 1,2 triệu. Con này tiếng rất là hay luôn. Đây là tất cả những 1, 2, 3, 4, 5 đôi này là về các bác cứ thế mà dùng. Để em nói rõ nhá, 5 đôi này cứ thế mà về mà dùng. Nói rõ rồi nhá. Còn 3 đôi này, có 9 đôi thì một đôi là tặng rồi. Tặng cùng anh em mua cái gì thì tặng. Còn các bác nào mua đây, em ưu tiên cái bác nào mà mua cái đôi số 1 này, em sẽ tặng bác những cái bát zin mà bị chết côn kia. Được chưa? Ưu tiên luôn. Thì con này tự dưng 4 con bị côn thì em tặng các bác luôn. Đấy, ưu tiên con đôi số 1 này sẽ tặng cùng cái bát zin nhá, bị chưa sửa kia nhá. Đấy, ok chưa? Còn đâu 3 đôi này là 3 đôi bát chép sống hết. Nhưng chung là bị chết. Chung chết về anh em tự sửa nhá, hoặc là anh em cứ thế nghe cũng được. Không có chung hay vẫn hay, em bật cho anh em xem luôn. Nó giống như bây giờ bác đi mua một đôi bát, nó chỉ có 2 chép thôi, không cần chung. Còn có chung thì nó ngọt ngào hơn một chút. Còn không cần chung nó vẫn hay lắm các bạn ạ. Đây em quay xong em sẽ test cho âm nhá. Đôi số 6 này, Trung Quốc của họ thay côn này. Côn này. Đây Trung Quốc này, làm này. Họ thay nó không như Việt Nam mình đâu, là nót đâu, nó làm cho xong vậy. Xấu lắm. Để thử côn thấu. Em bán đôi này có 800 ngàn đồng thôi bác nhá. Bộ nó bán một đôi phân tần thôi, em bán giá trị đôi phần nhưng mà về cứ thế mà chơi. Còn thích thì tự đi sửa côn. Đấy em nói rõ nhá, thích về tự sửa côn sẽ đến 300. Còn đâu không cứ thế cứ chơi bình thường rất hay luôn. Các bác cứ tưởng tượng bác đi mua đồ loa bát 20 này, nó chỉ có 2 cái chép thôi. Còn đây nó là mua một được 2 cái bát chạy bình thường. Nhưng 2 chép thôi đấy, mình coi như mình không có chung này đi. Đấy nó dễ. Còn các bác cẩn thận thì bác đi sửa 800 ngàn đồng nhá, đôi số 6 nhá. Đó nhá. Và thùng gỗ cực kỳ chắc luôn. Đôi số 7, 1 triệu đồng. Đôi số 7 này. Bát zin này. Được chưa? Đáng nhẽ nếu em cẩn thận này, em thận em lấy bát zin này em đổi sang số 1 kia, em đừng, em không đổi, em đã quay đây là có thế nào nhận thế đấy. Nghe đây là tất cả chạy bình thường nhưng mà cái đôi số 7 này nó sẽ có nhược điểm. 1 triệu đồng nhưng mà sẽ có nhược điểm này này. Là chung bị chết nhá, hai chung đẹp bị chết này. Nhưng bát về anh em chịu khó thay gân nhá. Thay gân này. Thay gân vào thì tiếng đánh êm hơn, còn không thay gân là đánh to là cái này nó hở này. Hở là nó sẽ đánh nó hơi kêu một tí, thay gân vào. Vì thay gân này không, em không có gân 20 không em cho các bác luôn, vì nhà em gân 25 nhiều lắm. Gân 20 không có, mất hai bát về anh em tự thay gân nhá, thay gân mất 100.000 thôi. Mua gân có mười mấy nghìn, 20.000 cái gân. Đôi số 7 1 triệu đồng nhá. Là chỉ mỗi chết chung thôi này, em ghi rõ này. Chung chết này. Thay gân, thay mất một đôi gân này. Nhưng cái bát này này là bát zin. Đấy, nghe được 3 cái bát zin, một bát sửa thôi. Còn đôi số 8. Bát zin. Thay côn. À, em xin phép là riêng đôi số 7 đôi số 8 này em sẽ thể cho đỡ thiệt thòi này. Làm sẽ một cái gân này. Nghĩa là em sẽ đảo nhau nhá. Đôi số 7, đôi số 8 mỗi một đôi nó sẽ bị một chiếc bát về các tự thay gân để cho công bằng cho bác số 7. Đấy nghĩa là thế này, bác tưởng tượng này. 3 bát zin rồi nhưng sẽ bị một bát là phải thay gân, vì em sẽ tí nữa em sẽ đảo từ trước này sang đây để cho nó cân bằng. Không đi bác số 7 nó thiệt quá. Đấy. Thì đôi số 8 này, nghĩa là 3 đôi này tất cả chung chết, em này quay nói rất rõ nhá, chung chết này. Riêng 3 đôi này chung chết hết. Về anh em tự sửa. Hoặc là cứ thế mà chơi. Còn em nói rõ là riêng đôi số 8 với đôi số 7 này em sẽ bị chia hai cái bát này ra với nhau. Để cho là mỗi bên là một cái bát phải về các bác tự thay gân. Được chưa? Còn đâu là này, thay côn đúng một chiếc thôi, bên này cũng thế.
thấy có đúng chiếc này, sửa này, sửa bên Trung Quốc này. Đấy, có nó ba cái zin hết nhưng mà em sẽ chia ra, chia lửa, gọi chia lửa. Chú nối dây ra để test đi xem nào. Test cháu luôn chiếc này xem nào. Đấy, test luôn chiếc thầy của, cảm nhận luôn chiếc bị chết côn, à chết chung. Xin lỗi. Bật nhạc lên. Đang test kéo hơi xa quá, sợ bắt được Bluetooth không? 120.990 mật khẩu. Quay liền luôn đây, căng này. Khi đặt vào nó sẽ nhìn này. Quay tiếng rất là hay luôn các bác nhé. Những bác nào trước đây mua nhà em bán mấy chục đôi này rồi, các bác mua rồi cho em xin comment. Kẹp chặt vào, đừng để cho lỏng. Vặn to một tí nữa nào. Chú xong vào vặn to một tí nữa. Đây mình test loa, mà vậy mình test từng chiếc một thì mình cho nhỏ nhỏ. Tại vừa nãy là em bể để nhạc trỏ nhỏ là vì là vậy phải thử từng cái bát cái chép một. Cho nên tơi lên. Rồi. Nói chung hai bát với chép ấy, tiếng bao giờ nó rất là hay. Em chưa nói đến trung chân nha, con này trung chân này. Nghĩa là cái dòng này ấy, nó thiên về tiếng bát nó nhiều, nó ấm, nó êm. Ghi nhắn nào. Ra lấy một con, đây, bác nghe đấy, rất là hay rồi đúng không ạ? Rất hay luôn, những bác nào chơi bác biết rồi. Em chỉ miêu tả nhiều khi các bác mua chỉ được một cái chiếc bát và hai cái chép thôi, nó rất là hay rồi. Đây là cộng hưởng hai bát luôn. Đây, lấy cho cháu con này. Đây, lấy thử một con triệu hai này có chết sống chung lên để cho nó thêm lời vào một tí nào. Bật bài nhạc có lời đi. Nhạc Pelo có lời nhá. Chú chồng lên trông cũng được. Bật luôn cháu. Chọn bài nhạc Pelo có lời đi. Nhạc trữ tình có lời cũng được. Nhạc trữ tình có lời. Wake up 247 với tăng lực dầu năng lượng và cà phê tỉnh táo đập tan nơi đầu người ngoài 6 giờ trưa. Chưa. Đấy. Nghe cái bài vừa nãy nó phải bật bét nghe tiếng kèn này. Bên nhau mãi không rời. Chú cảm ơn trên đi. Đây là bát với chép thôi nên cả chung ý thì nó sẽ lời nó hay hơn nữa. Trong này thì tiếng bát nó rất là mềm, tiếng nó sạch, nó không bị chóe. Kẹp chặt vào. Đấy, khi có chung vào thì cái lời nó sẽ rõ hơn một chút nữa. Sao nhỏ đấy nhỉ? To lên tí nào. Thế là mít rồi nhá. Thêm mít nữa đi chú ơi. Mít nữa thôi. Rồi chú luôn ơi, được rồi. Cháu có con dưới vậy. Kẹp lại con dưới bên chết chung ấy. Thế cho bác cảm nhận. Còn chung thì lời nó thêm rõ thêm một tí. Chia ba đường tiếng. Đấy. Bên nhau mãi không rời. Vẫn hay luôn. Nó chỉ có cái lời nó giảm đi ít thôi. Lời đâu mỗi vẫn luôn thường giảm dối. Có ai mà tin hết những câu hẹn câu xin thề cùng non ngàn cùng biến khơi không bao giờ gian dối lọc lừa em ơi hai chúng ta dẫu chỗ này cùng okay, nhau em chẳng sợ điều gì. Đấy, vừa rồi em đấy quay một vài test các bác nghe chất âm với dòng loa này. Thì dòng này anh em thị trường bán quá nhiều rồi, bác nhìn cái từ nó to bằng gần cái bát luôn, nhìn thẳng bát xuống này từ rất là lớn luôn các nhá. Từ đấy. Cái bên nghề cho bác nhìn từ rất là lớn luôn.
Đời 2013 nhé. Cái đời 2013 các bạn. 15 tháng 4 2013 này. Đây 15 tháng 4 2013 này. Đời đa số đời 15 tháng 4 2013 đây. Đấy, anh em nào lấy ở đôi số 1 này em sẽ tặng cho anh em là một cặp bát này luôn nhé. Riêng đôi số 1 em sẽ tặng các bác một cặp bát này. Về anh em thích sửa hay có sơ cua. Cặp bát zin luôn nhưng mà chết côn thôi. Về ở bên Việt Nam mình sửa thanh nó đẹp hơn nhiều. Đấy, và tổng quan trong clip này em thanh lý tại đây, và anh em có nhu cầu hợp lý thì ủng hộ em. Và xin chân ái chào tạm biệt các bác nhé. Và hẹn bác trong một hai clip tới, chắc em phải thanh lý thêm trong khoảng độ hơn chục đôi những các clip sau sẽ loa full các bạn ạ. Loa làm này không có hết hàng rồi. Đấy, và xin chân ái chào tạm biệt ạ.